Trời ơi, mày nghĩ tao ngu à? Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho ông ý á? Tao là Milan đây mày, đừng có quên nha. Mà mày biết sao không? Bữa đi thích ai không thích, tự nhiên thích cái con nhỏ mà có chồng có con rồi. Trời ơi, tao nghĩ mà tao xôi máu gì đâu á. Mày biết tao phải làm gì không? Tao nói với ống á là tao có bầu với ống rồi. Trời ơi, ông tin luôn mày, ngu dễ sợ luôn á. Em đang nói gì vậy Milan? Anh nghĩ chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Bốn hai chín Lê Văn Sĩ, 429 Lê Văn Sĩ nào, quận 3. Chị Huệ. Ê, nhầm 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 chị nhầm, chị nhầm. Đây, cái này mới đúng nè. Bình Thạnh, cái này chị Huệ nè. 308 chị Hằng ở Lê Văn Sĩ. Chị, em thấy á, chị á là có duyên với bán hàng online lắm luôn á nha. Trời ơi, bán được có mấy bữa thôi á mà người ta mua quá trời luôn. Mà em nghĩ á, là có khi nào mà cái nick người mẹ độc thân của chị á làm người ta chú ý không ta? Trời ơi, chị đâu có biết đâu. Vì miếng ăn mà em ơi, nhiều khi mà mình phải đem hoàn cảnh của mình ra nói, chị cảm thấy rất là xấu hổ. Chị nói cái gì vậy? Có gì đâu ông trời. Ủa, mình bán hàng chân chính chứ có ăn cướp của ai đâu mà chị lo. Mà anh thấy hả, độc thân như hai mẹ con chị á, đẹp ơi là đẹp, lên hình hả, trời ơi, long lanh muốn xỉu luôn á. Đàn ông ai mà không thèm. Hí. Đối với chị á, con chị là một món quà rất là lớn mà ông trời đã ban cho chị. Chị chỉ tội cho con bé á, mỗi khi nó gặp người nào mà nó thích á, là nó cứ mong người đó là cha của nó. Nên những lúc như vậy chị cảm thấy rất là chạnh lòng. Mà em thấy chị nên mở lòng chị ra đi. Em thấy đàn ông bây giờ thì người ta cũng tốt nhiều lắm hả chị. Người tốt thì không có dành cho chị em ơi. Thôi, chị này cứ tự ti hoài à. Chị yên tâm đi, chị đẹp như vậy nè, bé nó dễ thương vậy nè. Ơi, đàn ông á nó mới ngốc lắm á, nó không yêu chị á nha. Vậy mà sao tôi gặp toàn là người gì đâu không à trời. Chị, em nói chị nghe nè. Bây giờ chị đừng có tham công tiếc việc nữa. Chị thuê shipper đi. Chứ giờ chị tự đi ship á, thêm được có nhiêu tiền đâu. Em ơi, ship vậy tốn kém lắm. Chị phải để tiền để nuôi con chị nữa. Con heo của Mẹ mẹ. ơi, thứ sáu á con có cuộc thi kể chuyện lúc 4 giờ á, mẹ nhớ đến xem nha. Mẹ biết rồi. Mẹ biết con kể về ai không? Con kể gì một cái ông nào đó mà con thích, mà con muốn gọi là ba chứ gì. Sai bé, con kể về mẹ. Hả? Thiệt á hả? Dạ. Heo đen của mẹ. Mẹ dễ thương quá à. Thế chú được mời không? Tất nhiên là có mời rồi. Để xem chú có ngoan không. Chị kẹo con đâu. May có muốn anh chở May đi xem bé Tú thi không? Hôm nay em đi giao đồ khá là nhiều, anh đến đó trước đi, em sẽ đến sau. Alo, chị ơi, chị thì chị lại giúp em, tại vì em tìm hoài không ra. Dạ, ở đây địa chỉ tùm lum hết à. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, đợi em chút xíu à. Dạ. Chị ơi, chị phải chị thi không à? Dạ rồi mới tới. Cô có biết là cô làm mất thời gian của tôi nhiều lắm không? Dạ, em xin lỗi vậy ạ. Vậy là đóng công của tôi rồi kìa. Dạ, em xin cô lỗi giao ạ. hàng trễ như vậy mai mốt tôi không có mua hàng nữa đâu, nghe chưa? Tại vì em tìm địa chỉ hoài khó quá mà lại kẹt xe nữa, em xin lỗi chị nhiều đây ạ. À. Dạ, em xin lỗi chị nhiều ạ. À. Đây coi, chị thông cảm giúp em. Trời trời, cái áo gì mà cái màu lợt vớt vậy mà xấu quắc à. Trên mạng cái màu nó đậm đẹp không lắm mà, phải màu này cái là màu mà gì chị mà chọn đó xấu quắc chị. xấu quắc. Còn nữa,
Nhỏ xíu vậy sao con tôi mặc vừa? Cái này là màu chị chọn mà. Là nó phải lớn gấp đôi cái này, con tôi mới bận vừa biết không? Chị ơi, cái size này là size chị chọn mà. Nhưng mà nó khác size trên mạng, chẳng khác nào công ty cô, shop của cô lừa đảo tôi, chị. Lừa đảo khách hàng, tôi không có chịu. Ok vậy mai em đổi cho chị size khác được không ạ? Mai em đổi cho chị cái khác luôn. Vậy thì chị chịu tiền ship giùm em được không ạ? Mắc gì tôi phải chịu tiền ship? Cái này là lỗi do bên cô phải chịu tiền ship chứ. Tôi chỉ chịu tiền ship một lần thôi, hiểu không? Tại vì nhà chị xa quá nên chị thông cảm cho em, chị chịu tiền ship giùm em. Ngày mai em đổi chị cái khác đi ạ. Tôi không có thời gian đôi co với cô nữa. Nếu ngày mai muốn bán nữa thì đổi cho tôi, còn không thì tôi lấy tiền lại khỏi mua nữa ha. Alo, bà hả? Làm gì mà hối dữ vậy hả? Uống cà phê thôi mà. Vậy nha, chị đi nha cưng. Bye bye. Tình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông. Một kể chuyện của bạn Thanh Tú. Cô mời các con cùng lắng nghe bạn Thanh Tú kể chuyện. Xin cho bạn một tràng pháo tay. Chỉ cần mình cố gắng, nhất định sẽ thành công. Đó là những lời mẹ mình dạy cho mình. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện nói về người mẹ của mình. Người mà mình yêu thương nhất. Nhưng mà hôm nay mẹ mình không có ở đây. Các bạn biết vì sao mà mẹ mình không có ở đây không? Bởi vì mẹ mình phải đi giao hàng kiếm tiền để lo cho mình đi học. Mẹ mình phải đi làm rất là nhiều việc để lo cho mình. Mẹ và ba cũng không còn thương nhau nữa. Nhưng mà lúc nào á, mẹ cũng nói tốt về ba. Mình biết là mẹ đang nói dối. Chứ thực ra ba không còn bên cạnh mình. Ba không còn thương mẹ và mình nữa. Mỗi khi mẹ nói dối, mình không có trách mẹ. Bởi vì mình biết mẹ rất là thương mình. Có những lúc mẹ nói bà đi công tác ở xa, rồi bà sẽ về với mình. Nhưng mà mình biết mẹ rất là đau khổ. Rồi các bạn có biết không, mẹ đưa mình trong mưa để đi bệnh viện. Mình đã thấy mẹ khóc rất là nhiều. Nhưng mình không giống như những đứa trẻ khác. Nhưng mình không có trách mẹ mình đâu. Mình chỉ ước một điều là có một người cha sẽ là kiếm tiền để cho mẹ chơi với mình. Mình biết suy nghĩ đó là ích kỷ của trẻ con. Mà mình muốn nói với mẹ một điều rằng con xin lỗi mẹ. Con hứa sẽ ngoan và học giỏi và cố gắng trở thành người tốt, trở thành người phụ nữ mạnh mẽ nhất để có thể bảo vệ cho mẹ. Con xin lỗi mẹ.
May đưa bé Tú lên nghỉ nha. Cảm ơn anh Trung nha. Không có gì phải khách sáo đâu. Con cảm ơn chú Trung. Hôm nay bé Tú kể chuyện hay lắm đó nha. Dạ. Thôi em về trước nha. Bye bye chú Trung. Bye bye. Không hiểu sao tôi... Con tôi bị bắt cóc rồi, tôi không nghe điện thoại được đâu. À! Alo? Ăn đi con, ăn đi. Ăn đi. Ngoan nào. Há miệng ra nào. Ăn đi. Há miệng ra. Ngoan nào. Ngoan. Ngoan lắm. Thương mà. Cô thương con lắm. Con ơi. Đứng lại. Cô bình tĩnh, có gì từ từ nói. Không được làm hại con bé. Cô nghĩ là tôi muốn làm hại con bé à? Vậy cô muốn gì? Tôi muốn cô phải biến mất khỏi cuộc đời tôi và anh Hùng. Tôi đã nói với cô rồi, tôi và anh Hùng không có gì hết. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Tại sao cứ 5 lần 7 lượt cô lại suy nghĩ như vậy? Cô bị điên rồi à? Không có gì là tự nhiên hết. Từ khi cô xuất hiện, anh Hùng đã không còn như xưa nữa. Anh đã đuổi tôi ra khỏi nhà rồi, cô có biết không? Tôi muốn cô và con cô hãy cút xéo khỏi nơi đây. Cô bình tĩnh đi. Không có liên quan đến mày. Liên quan tới mẹ con mày là liên quan tới tôi. Mày thích chết à? Mày muốn làm anh Hùng cứu mỹ nhân đúng không? Mày có dám chết vì mẹ con nữa không? Không liên quan tới mày, cô đừng làm bậy. Bình tĩnh. Rồi sẽ đến lượt mày thôi, không cần phải hối. Riêng ngày hôm nay, tao sẽ giết hết lũ khốn nạn chúng mày. Milan, em bỏ súng xuống đi. Nếu em giết ai ở đây thì giết anh trước đi. Anh đừng tưởng em không dám nhá. Lùi ra. Nào, bắn đi.
Anh lui ra đi, đừng có ép em. Em không chần chờ gì nữa, em căm ghét anh vậy mà. Anh đi đi. Anh không đi đâu cả. Anh đi đi. Đi ở chỗ khác đi. Anh đã nói rồi, anh không đi đâu cả. Tại sao anh phản bội em như vậy hả? Nếu em đã căm ghét anh như vậy thì em bắn đi. Được, em bắn đây. Mỗi con nhưng con vẫn muốn có bạn, mẹ chỉ cần hai tay.